một cái app tuyển một ghép 100k nghe anh em, hoàn toàn là sự thật. Hôm nay mình được một người bạn giới thiệu, anh em mình cùng đi tìm hiểu nha anh em. Anh em nhớ xem hết video, nếu hay thì bấm đăng ký, còn không hay thì bỏ qua nghe anh em, mình không có ép anh em. Đầu tiên thì anh em click cái phần link mô tả của mình có để link á, rồi anh em đăng ký một cái tài khoản. Rồi sau khi tải một cái app về, app đó tên là Idong. Đăng ký một cái tài khoản bằng login bằng Facebook, một số điện thoại gì cũng được anh em. Rồi mình đăng ký nè. 32 99357 tiếp. Anh em chờ chút mình đăng ký nha anh em. Anh em nhớ bấm nút đăng ký rằng mình sẽ làm những clip nào mà cho anh em kiếm tiền hoặc có lợi cho anh em. 055426. Mình nói thiệt, anh em muốn chơi chơi cái app này là tiễn ghép nha anh em. Anh em sau khi mình chơi thì mình tuyển một ghép được 100k đó theo cào hoặc là chuyển khoản anh em. Mình sẽ hướng dẫn anh em chơi. Đặt mật khẩu, đăng nhập hoàn toàn, gì đăng ký khẩu. Anh em mình đăng ký, mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký luôn. Sau khi anh em đăng ký số điện thoại xong, sau khi mình đăng ký số điện thoại xong, anh em nào nếu mà đăng ký không thành công, có thắc mắc gì thì để lại comment dưới bên dưới đây, mình sẽ hướng dẫn anh em. Anh em đăng ký một cái số điện thoại, gọi gỡ mã xác nhận, rồi xác nhận mật khẩu, là gọi nghe anh em. Anh em đừng có đăng ký dài, mình chỉ kiếm tiền trên cái này thôi nè anh em. Nó có quà tặng anh em, mà bạn bè tiền thưởng không giới hạn nè. Khoan, mình vô rồi nè, tặng phần thưởng mà một bạn nhận 100.000 đồng anh em, không giới hạn thưởng tiền thưởng của tôi. Nên anh em, những người đi kiếm tiền anh em, mình coi nè. Tờ ơi tờ, ít chưa, số điện thoại 36 đưa qua ai là được 51.782.000 đồng, hơi ít chứ, hơi nhỏ tiền ghép chứ anh em. Rồi tiền của tôi, rồi đi kiếm tiền. Anh em đi kiếm tiền là chỉ việc mình copy cái đường link mình để chia sẻ cho bạn bè anh em. Khoan, mình sẽ hướng dẫn anh em lấy cái đường link nha anh em. Anh em chờ chút. Mình cũng mới phát hiện ra, bởi vì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Chừng nào mà mình nè anh em, tài khoản ngân hàng nè anh em, mời bạn bè nè, có cái nút mời bạn bè lúc đó nè anh em. Rồi rồi anh em bấm vào nút đi kiếm tiền, anh em gửi cho bạn bè qua Zalo, Facebook, Messenger, SMS nè anh em. Ứng dụng này mà được một người bạn là được 100k anh em. Kèo nó thơm. Mình tiến ghép anh em nào, đây mình nói thiệt, nó tiến ghép anh liên thì mình để dưới phần mô tả, anh em nào có chơi thì chơi. Video của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc anh em xem video mà được một mỗi ngày được một điều tốt đẹp anh em.
xin chào tạm biệt tất cả anh em. Anh em nào có thắc mắc thì cứ để lại comment dưới. Còn cái vụ mà rút tiền này nọ thì mình anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng anh em, mình sẽ hướng dẫn anh em ép thẻ sau. Này mình mới có giới thiệu cho anh em mà, để mình tìm hiểu thêm về có cái gì lạ mới gì trong cái app này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Chào tạm biệt tất cả anh em.